Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sau thời gian sử dụng cái máy hút bụi cầm tay, hôm nay mình đánh giá cái máy hút bụi này cho những gia đình nào mình muốn mua sử dụng. Thì cái máy hút bụi cầm tay này nó khá là gọn gàng. Nó chỉ gồm có một cái máy hút bụi cầm tay nhỏ như vậy. Cấu tạo của nó là cái phần này mình gỡ ra được đó, đây chính là cái hộp đựng bụi. Khi mình hút xong á thì bụi nó sẽ nằm trong này đó, mình tháo này ra mình đổ bụi đi ra ngoài, mình đổ bụi đi đó, tháo rời ra rồi mình gắn được cho vô đó. Đây có cái gờ gắn vô rồi, là mình lại hút tiếp đó. Cấu tạo của nó là có một cái khá đơn giản, nhưng cái ống này là cơ động, nó không như ruột gà vậy. Hay là những cái hai cái ống nối này với nhau, mình có thể nói là dài lại tùy theo cái diện tích mà mình sử dụng để mình hút bụi, mình sẽ nối lại. Còn đây là những cái đầu hút ở đây mình có chủ yếu là cái đầu lớn này nè, để hút trên cái mặt phẳng phạm vi lớn, phạm vi rộng. Còn cái đầu nhỏ này sẽ hút vào những cái vị trí nhỏ hơn, trong những cái khe, những cái kẹt. Mà có những cái này, vì cái này đầu hút này còn nhỏ hơn nữa, này có thể cơ động, góc của nó cũng khoảng 30 độ, hút vào những vị trí hẹp hơn với diện tích nhỏ hơn. Ngoài ra cái máy này có tính năng là vừa hút vừa thổi. Thì đối với tính năng thổi á, mình sẽ dùng những cái đầu này đó, tùy theo nhu cầu của mình sẽ sử dụng cái đầu như phù hợp. Thì đối với tính năng hút bụi á, thì mình sẽ ráp cái đầu này vô đây. Sau đó sẽ nối dài nó ống này, có thể mình nối thêm ống này hoặc không tùy mình đó. Và bắt đầu mình giả định là mình nó mình hút ở cái diện tích lớn thì mình có thể gắn vô đây. Như vậy là mình có thể hút được này. Không, nếu mà diện tích nhỏ hơn thì mình thay cái đầu này vô, nó sẽ hết hút diện tích nhỏ hơn đó, hoặc thay đầu này vô đó. Mình có ba cái đầu để thay, đầu hút để thay. Này mình có thể hút bằng phím máy tính cũng được nữa, tại vì nó dạng bằng lông chải nè. Đó là cái đầu là đầu hút. Còn đối diện với nó cái đầu này chính là đầu thổi đó. Thì mình cũng khi mình thổi thì mình gắn được cái đầu bên này qua thổi, gắn qua đây. Sử dụng những cái đầu này chính là cái đầu nói đó, mình gắn vô rồi vô. Sau đó mình lần lượt mình có ba cái ống thổi khác nhau, mình có thể chọn một trong ba. Đó, bỏ vô mình xoay qua là mình có thể thổi được. Có những cái khe hẹp hoặc những cái vị trí mà mình không thể hút được thì mình sẽ dùng tính năng thổi, thổi thôi. Đó. Thì cái máy này nó công dụng đơn giản vậy thôi. Giờ mình sẽ thử tính năng hút bụi của nó trước. Đó, mình sẽ nói vô hút thử nha. Mình sử dụng cái đầu cái lớn trước này.
này nút nguồn nó chỉ có nút bật tắt thôi. Đó, cắm điện vô mình chỉ có nút này bật tắt thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử chức năng hút bụi. Rồi, ở đây mình có rất là nhiều bụi dơ. Ở đây nữa. Tóc rồi là những cái vật nhỏ. Nhưng mình sẽ mở máy ra. Nó kêu âm thanh. Nếu mà mình có thể mua, tức là hoặc mình thiết kế thêm cái hai cái ống này để cho mình nối được dài ra, thì khi mình đứng đỡ khom cái lưng
nó sẽ đỡ không. Thì đánh giá chung về cái máy hút bụi này sau thời gian dài sử dụng tới mấy năm á, thì ưu điểm nó là giá thành rẻ, chỉ có khoảng 400 mấy 500 ngàn, tính cơ động cao đó, tức là mình có thể mình chọn hút vị trí nào hay là cái hút hẻm nào. Vừa hút vừa thổi được luôn. Rồi giá giá thành thì rẻ. Về độ bền thì mình xài trong mấy năm qua thì thấy nó cũng bình thường, không có bị hư gì hết, thì độ bền cũng khá tốt á. Về cái nhược điểm thì nó có là cái âm thanh lớn, thì thật ra mình mỗi lần mình hút bụi cũng chỉ hút trong khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, thì nó có quá ồn một tí xíu thì cũng chẳng sao, nhược điểm nó có thể bỏ qua được. Cái thứ hai, nhược điểm thứ hai nữa là nó cái hơi của nó ra, cái nhiệt nó tỏa ra ở trên cái thân này, khi mình cầm cái này nè, mà cái này cái phần này là nó rất là nóng, hai bên thân này rất là nóng. Thì khi mình cầm cái này á, thì nó không nóng, nhưng mà cái phần tay một trong của mình tiếp xúc với này nó sẽ cảm thấy nó nóng lắm. Đó là hai cái nhược điểm mình nghĩ. Còn về diện tích chứa bụi thì như đây nó cũng khá ổn rồi, mình không cần quá nhiều để hút bụi. Ngoài ra nó cũng dễ mà vệ sinh, khi mình tháo ra mình đổ bụi đi thôi. Nó thì cái máy này sẽ phù hợp với cái gia đình nhỏ, phòng khách ăn ở phòng trọ hay nhà nhỏ, nên mấy bạn cũng có thể hút bằng này được. Nó sẽ tiện lợi cho mình cất giữ, với lại mình mang đi lại, nếu mình cần cho ai nó mượn thì nó cũng gọn gàng. Rồi hôm nay mình đã đánh giá cái máy hút bụi này như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tất cả các bạn.